Auto Style xin mến chào các bạn. Ngày hôm nay có một chiếc Anglès Ambient màu đen bản 2023. Ghé mình nâng cấp một số món rất cơ bản luôn ha. Đây là một trong những món mình nghĩ các bạn nên làm khi mà chúng ta vừa mua xe khỏi hẳn luôn nha. Nó giúp cho chúng ta tiện nghi hơn, nghe những bài nhạc hay hơn ha, và giúp cho chúng ta cách âm sẽ tốt hơn. Rồi mình sẽ đi qua từng món nha. Sẵn mình sẽ review nhẹ nhẹ, sơ sơ về cái Anglès Ambient. Các bạn thấy cái ngoại hình của Anglès Ambient nếu mà chúng ta nhìn lướt qua không khác gì so với phiên bản Anglès 4x2 Titanium nha. Đó, nó vẫn có đèn chữ C ha. Đó, có vẫn có cái mặt ga lăng, mặt gom ở phần cản trước các bạn. Phần đầu là gần như y chang luôn các bạn. Những cái chi tiết mặt gom nó cũng có đầy đủ các bạn. Với cụm đèn này chúng ta có thể chuyển qua cụm đèn LED Smart Kit được nha. Hiện nay đã có hàng OEM để chúng ta có thể lắp vào y như phiên bản 2 cầu 4x4 luôn các bạn. Mặt ga lăng này thì chúng ta có quá nhiều phương án ha. Mình có body kit lắp to dành cho Anglès rồi nha. Đó, các bạn Zalo cho mình sẽ gửi mẫu mã cho các bạn xem. Rồi, cái phần đèn ở trên đây LED Smart Kit là chúng ta có thể làm vô, hoặc là chúng ta có thể làm ba đèn bi laser xếp chồng lên nhau. Có phần đèn xung màu gầm, đó, chúng ta có thể chọn phương án là đèn ánh sáng vàng hoặc là ánh sáng trắng ha, để bổ trợ khi mà chúng ta đi đường trời tối ha, giúp cho chúng ta sẽ sáng hơn, xe bám đường hơn rất nhiều luôn ha. Bên mình là đơn vị chuyên đèn, nên các bạn có nâng cấp về đèn Anglès sẽ đến ngay bên mình nha. Bên mình có rất nhiều phương án với mức giá, giá cả khác nhau. Và cái việc mà mình tháo qua tháo vô của cái đèn này mình làm mỗi ngày các bạn, nên cái việc mà mình hiểu về nó, mình có đường đi nước bước về nó ha, và mình làm rất nhanh và rất chuẩn xác luôn ha. Rồi ở phần bên thông xe các bạn, một trong những điểm mà giúp chúng ta nhận biết bản 4x2 và bản 4x4 đó là mâm các bạn. Xe này vẫn sổ là mâm 18 nha. Đó, bên mình có bán những cái bộ mâm lốp hàng tháo xe của phiên bản Anglès 4x4 mâm 20. Các bạn cũng có thể alo cho mình, Zalo cho mình để mình có thể đổi bù những mâm 18 này qua mâm 20 để giúp cho xe các bạn như phiên bản Anglès 2 cầu nha, với chi phí rất mềm. Và cái phiên bản này chúng ta sẽ nhận biết một số chi tiết nó khác với bản Titan nữa, đó là những cái đường mạc gom ngay đây nè các bạn. Ở đây chưa đường mạc gom ha, tay nắm chữa chưa có những cái mạc gom đó, ốp gương cửa chưa có những cái mạc gom ha, và nạp bước chân chưa có mạc gom ha. Nhưng mà mình nghĩ những cái này nó cũng không quá quan trọng các bạn, tại vì khi mà cái hướng mà chúng ta nhìn từ bên thông tới thì ở đây đen, 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 và cái bảy bước đen thì mình nghĩ nó hợp lý, cũng không có vấn đề gì đó. Chúng ta lên bộ mâm lốp xe 20 nữa thì tuyệt vời ha. Rồi mình sẽ nói về những cái nâng cấp trên cái xe này các bạn. Mình đã làm những cái ốp bật bước ha, ốp bật bước trong ngoài các bạn. Mỗi vị trí là 2 miếng, 4 vị trí là 8 miếng nha. Đây các bạn. Cái này miếng trong nè các bạn, còn cái này miếng ngoài nha. Đó, để giúp xe chúng ta sẽ đỡ chạy hơn các bạn. Để giúp xe chúng ta đỡ chạy hơn khi mà chúng ta bước lên bước xuống ha. Không có làm chạy, không có làm cũ xe chúng ta. Còn đây là trong những cái thuộc về tính năng ẩn nè các bạn. Mình tháo này ra cho các bạn xem nha. Đó, khi mà cái xe chúng ta mua về bản 4x4 luôn các bạn, thì ở đây nó cũng là một cái mặt trơn ha, nó không có mặt lưới giống vậy. Đó, bên mình đã kích hoạt tính năng ẩn lo trung tâm. Đó, mình thay bằng cái lưới và mình gắn cái loa dưới đây để nghe những bài nhạc hay hơn nữa các bạn. Cái này là trong những cái về tính năng ẩn ha. Tất cả những cái này thì đều có sẵn đồ tại Auto Style bên mình hết. Ngoài ra cái phương án làm súp nữa các bạn. Đó, thì mình sẽ làm cái súp dưới đây các bạn. Và xe thì mình cũng đã lắp luôn hộp Underbox IK nha. IK là trong những hộp Underbox chất lượng xịn sò, và nó có độ mượt so với những cái hộp Underbox khác một chút xíu. Bên mình làm thì mình đều tặng cho khách hàng cái phần mềm Vietmap S2 nha. Đây nè các bạn, phần mềm Vietmap S2 ha, để giúp chúng ta có thể kết nối với những cung đường, với những cái chức năng của S2 nó sẽ tiện nghi hơn, ok hơn rất nhiều luôn các bạn. Đây các bạn thấy lướt rất nhẹ luôn ha. Đó, khi mà các bạn làm cái hộp Underbox của IK, các bạn sẽ được cái hệ sinh thái của IK nữa các bạn. Về IK cảm biến xuất lớp ha, IK về ga lệnh bằng giọng nói ha, mà tất cả các chi tiết luôn các bạn. Rất tiện dụng luôn ha. Các bạn, chúng ta có thể kết nối vào thế giới đa giải trí luôn ha. Để mình mở bản nhạc cho bạn nghe. Ở
nước ta, bệnh gút có thể sớm được chẩn đoán tại các bệnh viện tỉnh và rất nhanh luôn các bạn. IK mình thấy nó giao diện nó nhanh, nó đa điểm nha. Một số hộp underbox khác thì nó không có đa điểm bằng. Đó. Cộng với lại cái súp nữa các bạn. À. Quay thấy cái súp không? Đó. Rất tuyệt vời thôi các bạn. Đó, ha. Chúng ta có thể ra lệnh bằng giọng nói trên cái xe chúng ta ha. Chúng ta thao tác một thế giới giải trí luôn các bạn. Tất cả cái chức năng nó đều có sẵn trong đây hết. Đó, khi mà chúng ta lựa cái hộp IK hoặc là cái hộp mà về Underbox đó các bạn, thì chúng ta sẽ tham gia vào rất nhiều luôn cái chức năng luôn ha. Rồi, đây là hộp Underbox ha. Bên mình có tặng phần mềm Việt Map S2. Một số chi tiết nữa mình làm trên xe này là mình làm cái tấm thảm nữa các bạn. À, thảm ha. Thảm lót hàng nhất, hàng 2 và hàng 3 luôn nha. Đó, thảm lót sàn theo khuôn các bạn. Cái này giúp cho chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn nha. Xe này thì mình cũng đã làm cách âm hốc bánh luôn các bạn. À, 4 hốc bánh, 2 bánh trước, 2 bánh sau. Mình đã dán một cái lớp cách âm. Với hai bánh trước á, là mình dán một lớp vào sexy, một lớp vào lòng vè nha. Còn hai bánh sau á, do ở đây nó là nỉ các bạn. À, do ở đây nó là nỉ ha, mình dán hai lớp vô sexy luôn các bạn. Và bên mình có nhận hóa nhựa lòng vè cho hốc bánh phía sau của Anlet nha các bạn. Hóa nhựa lòng vè thì giúp cho cái lòng vè chúng ta nó sẽ cứng hơn, nó bền bỉ hơn. À, chứ cái này mà xài thời gian bị dính nước thì nó sẽ bị sệ nha. Và nó bị bám nước nữa các bạn. À, và cái hốc hóa nhựa rồi thì chúng ta yên tâm, đỡ bị bám nước, đỡ bị sệ ha, xài qua năm qua tháng bền bỉ hơn ha. Đó, phần phía sau chúng ta nhìn tới, chúng ta muốn đẹp hơn thì chúng ta vô những bộ body kit đó các bạn. Body kit lớp to các bạn, vô mâm lớp ha. Mâm thì chúng ta có nhiều mẫu ha, mâm hot title, mâm oasis, một số mâm khác. Ở phần phía dưới này, bảng iOS Ambient, chúng ta sẽ thấy cái phần đèn này. Nó chưa có đèn sọc nha. Còn bảng Sport với lại bản Titan, bản 4x4 thì nó sẽ có những đường sọc ngay đây. Và dưới đây nó có những dải đèn LED nữa các bạn. Đó, thì cái này chúng ta có thể làm được hoàn toàn luôn tại AutoStyle mình. Có hai phương án, một đó là mình đặt hàng phụ tùng có ngay cái nguyên cái bộ thanh đèn này. Đó, ở giữa là tới 20 triệu luôn các bạn. Nếu mà chúng ta chờ hàng OEM thì mình nghĩ giá sẽ mềm hơn. Đó. LS Ambient thì nó không có cấp điện nha. Bên mình cũng đã nâng cấp điện cho khách luôn rồi. Đây, bấm vô cái nút. Đó. Lúc này cấp sẽ tự lên nha. Rồi, các bạn thấy bên mình có lót cấp nè ha. Đây. Bên mình lót cái thảm sàn thì ở hàng nhất, hàng 2 thì ở hàng 3. Mình cũng lót luôn và cái tựa lưng hàng 3 và lót cốp luôn nha. Để chúng ta có để vật dụng gì lên ha, chúng ta vệ sinh cũng sạch sẽ. Nó ok hơn ha, hút bụi cũng dễ dàng hơn. Rồi cái chỗ này thì mình đã làm. Đó, ngã lưng hàng 3 nha. Nó sẽ nghiêng hơn một chút xíu ha, so với nguyên bản. Còn nguyên bản như vậy nè các bạn. Đó, nguyên bản như vậy ha. Chúng ta kéo thêm một chút xíu nữa nè. Đó, nó xuống ha. Nó sẽ mở thêm khoảng 15 độ để giúp cho chúng ta khi mà chúng ta lỡ mà đi full tải 7 người thì hai người lớn ngồi hàng thứ hai này không có bị mệt. Chứ mà chúng ta đi xa, chúng ta ngồi đứng quá thì rất là vất vả luôn ha. Đó, đây là một cái gói về những món rất cần thiết luôn các bạn. Về lo trung tâm nè ha, về cách âm hốc bánh nè, để giúp cho chúng ta đi xe sẽ đỡ ồn hơn. Đỡ hồng hơn, còn nhiều phương án nữa nha. Chúng ta có thể làm cách âm khoang máy nữa các bạn, cách âm cửa, cách âm sàn. Mà anh khách này anh làm cách âm bộ hốc bánh. Rồi, về kết nối giải trí ha, Underbox cũng rất tiện lợi luôn ha. Bây giờ một cái sự mà trải nghiệm mà tiện nghi khi mà chúng ta đi trên những cung đường ha, ra lệnh mình nói cũng rất tiện luôn ha. Thảm lót sàn thì cũng rất cần thiết khi mà chúng ta vừa lấy xe khỏi hãng, sạch sẽ, dễ hút bụi hơn. Ngã lưng hàng 3 ở iOS thì còn rất nhiều cái tính năng ẩn nha. Ví dụ bản này chúng ta còn có thể nâng cấp thêm cảm biến áp suất lốp nữa nha. Đó, phần đèn xe này cũng chưa đụng gì tới luôn. Đó các bạn, đây là những món mà bên mình đều có làm tại AutoStyle hết. Các bạn muốn nâng cấp xe, độ xe
hoặc là cần mình báo giá thì cứ Zalo cho mình theo số điện thoại là 0933 586 579. Bên mình có đầy đủ tất cả các nâng cấp, đặc biệt là nâng cấp những cái bản như Ambient này lên như bản 4x4, bên mình đều có thể làm hoàn toàn được, có thể lắp được 4 cảm biến trước, 4 cảm biến sau, hàng chính hãng để chúng ta kích hoạt những cái tính năng cảnh báo va chạm và những tính năng giống như bản 4x2 các bạn. Rồi, đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nhé, kênh Bùi Văn Dũng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.